Chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu đoạn trích theo duyên, trích truyện Kiều của Nguyễn Du. Nguyễn Du là đại thi hào của dân tộc. Ông là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Truyện Kiều là tuyệt tác của Nguyễn Du, bài thơ như tiếng khóc ai oán cho những bi kịch về phụ nữ trong xã hội cũ. Đoạn trích theo duyên, trích trong truyện Kiều là những dòng thơ thể hiện rõ bi kịch tình yêu đau đớn bậc nhất. Nó nói lên nỗi đau xót của Việt Kiều khi phải trao lại mối tình mặn nồng giữa nàng và Kim Trọng cho Thúy Vân. Và đây cũng là phần mở đầu cho những bi kịch đầy đau khổ phía sau của cuộc đời Kiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu phần thứ nhất, vị trí của đoạn trích. Đoạn trích từ câu 723 tới câu 756. Rõ ràng so với Kim Vân Kiều Truyện thì vị trí của đoạn trích đã có sự thay đổi nhiều. Kim Vân Kiều Truyện thì trao duyên trước khi bán mình. Còn ở trong truyện Kiều của Nguyễn Du thì Nguyễn Du đã tinh tế đưa việc trao duyên ra sau tự bán mình đã rồi. Nghĩa là đây thì là một việc mà đã xảy ra ngoài ý muốn của nàng, và mối duyên tình của nàng với Kim Trọng thì không thể níu kéo được nữa. Chính vì thế tâm trạng của Kiều sẽ được thể hiện thật hơn rất nhiều so với cả trong Kim Vân Kiều Truyện. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của việc trao duyên. Duyên là gì? Duyên là tình yêu giữa Thúy Kiều và Kim Trọng. Và trao duyên là việc nhờ Thúy Vân lấy Kim Trọng. Ở đây, trao duyên thuộc phạm trù của văn hóa trung đại. Nó là một cách để trả nghĩa tình yêu. Thời trung đại, tình phải gắn với nghĩa vụ. Nếu một người làm cho người kia duyên lỡ dở thì bị coi là phụ bạc. Do vậy, phải tìm mọi cách để trả nghĩa người yêu. Và trao duyên là một cách. Đây là điều bình thường trong thời đại đó, tuy nhiên ta vẫn thấy ẩn sau đó nỗi đau của cả người nhận và người trao. Xưa nay, người đời có thể quý trọng nhau và trao cho nhau vàng bạc châu báu, chứ không có chuyện trao người yêu cho kẻ khác. Vì vậy, việc trao em vẫn là trao tình yêu ấy cho em ruột vẫn là một việc hết sức đau lòng. Hơn thế nữa, tình yêu Kim Kiều không phải là một mối tình trăng gió bão qua. Đây là một mối tình giữa người quốc sắc và kẻ thiên tài đang ở ngưỡng nồng thắm đắm say nhất. Nếu mà giờ đây phải đem mối tình ấy trao cho người khác thì còn nỗi đau nào hơn. Từ đây chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai, đọc hiểu văn bản. Ta thấy văn bản này có thể chia thành các phần cụ thể như sau. 12 câu đầu nói về việc Kiều thuyết phục trao duyên cho em. 14 câu tiếp nói về việc trao lại kỷ vật và tặng thêm em. 8 câu cuối miêu tả nỗi đau đớn tuyệt vọng của Kiều sau khi trao duyên. Ở đây chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu phần 1, 12 câu đầu. Kiều thuyết phục Thúy Vân thay mình nối duyên với Kim Trọng. Cậy em có chịu lời, ngồi lên cho chị, lạy rồi sẽ thưa. Giữa đường đứt gánh tương tư, keo loan chắc mối tơ thừa mặc em. Kể từ khi gặp chàng Kim, khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề, từ đâu sóng gió bất kỳ, thiếu tình khôn lẽ, hai bề vẹn hai. Ngày xuân em hãy còn dài, xót tình máu mủ, thay lời nước non. Chị dù thịt nát xương mòn, gợm cười chín suối, hãy còn thơm lây. Ở đó chúng ta thấy Kiều đã đưa ra những lời mở đầu để thuyết phục Thúy Vân. Những lời mở đầu ấy được bắt đầu với hành động lạy và thưa. Kiều đã có một hành động thật đặc biệt. Hành động lạy ấy thường là chỉ của người dưới với người trên, nhưng ở đây lại là của Kiều, người trên với người dưới. Rõ ràng bằng hành động lạy này, Kiều đã thể hiện rõ sự tôn trọng vốn mình trước Thúy Vân. Và đồng thời nó còn thể hiện rõ được trong hoàn cảnh này, Kiều ý thức rõ sự khó xử và thiệt thòi của Vân. Đồng thời, nàng đưa ra những lời nói vô cùng đầy tế nhị. Ở đây, Kiều đã dùng chữ cậy và chữ chịu. Cậy em có chịu lời. Kiều đã sử dụng từ ngữ cách nói khẩn thiết đầy sức nặng để ràng buộc Vân và đặt sự tin tưởng vào Vân. Từ cậy được sử dụng thật đặc sắc, là cậy chứ không phải nhờ. Người được cậy khó lòng từ chối, bởi vì trong chữ cậy ấy còn có sự tin tưởng. Kiều đã đặt hết cả niềm tin tưởng của mình vào Thúy Vân,
và Thúy Vân không thể phái thác được. Đồng thời, Kiều cũng hiểu rằng Vân ở đây đang ở trong thế khó xử, phải vì mình nể mình mà chịu lời thôi chứ không phải nghe lời. Rõ ràng thì chúng ta thấy không có người chị nào lại xưng hô với em mình bằng từ ngữ tôn kính như thế. Kiều chỉ muốn chuẩn bị tâm lý cho Vân để đón nhận một việc hệ trọng mà phải nhờ em, phải cậy em chứ không thể nào nhờ một người khác nữa. Sau đấy thì Kiều bắt đầu đưa ra những lời nói để giải bày về hình ảnh, hoàn cảnh, tâm sự của mình. Hoàn cảnh ấy là gì đây? Đứt gánh tương tư. Tương tư được thốt lên làm cho chúng ta thấy ở đây Kiều đã có sự cân nhắc kỹ càng, chọn lọc. Cái hay, cái đặc sắc của từ ngữ cũng chính là cái tinh tế trong thế giới nội tâm mà Nguyễn Du muốn diễn tả ở Kiều. Sự chọn lọc chính xác ấy cho thấy Kiều đã suy nghĩ rất nhiều, rất kỹ rồi mới quyết định trao mối nhân duyên của mình. Và mong ước mối nhân duyên ấy sẽ đơm hoa kết trái. Mối nhân duyên mà nàng mong ước được lâu bền ở bên Kim Trọng thì nay trao lại cho Thúy Vân. Khi làm Vân chịu nghe lời mình, Kiều hé lộ tâm sự. Mối tình ấy là mối tình thật đẹp. Thế nhưng giữa đường đứt cánh tương tư, thành ngữ này biểu hiện cho một tình yêu dang dở không thành. Tơ duyên thì là của chị, khi đến với em nó trở thành thứ tơ thừa. Chị hiểu em tuổi còn trẻ, có thể chưa biết đến tình yêu. Đáng lẽ em sẽ được hưởng bao mật ngọt của tình yêu, nhưng em hãy xót người chị mịn bạc này và đáp nghĩa lại cùng chàng Kim. Ôi, lời của Kiều thật thấm thiết. Cái văn văn của Kiều là văn văn cho Kim Trọng và lữ nàng nhân duyên. Cái dây dứt của Kiều là dây dứt cho Thúy Vân và chắc mối tơ thừa của mình. Ở đây từ mặc sử dụng không phải là mặc kệ em, mặc cho ra sao thì sao, mà có nghĩa Kiều muốn phó thác giao trách nhiệm lại cho Thúy Vân, tin tưởng tuyệt đối vào sự vào Vân. Keo loan chắc mối tơ thừa mặc em. Để sau đó Kiều kể lại mối tình của mình với Kim Trọng. Kể từ khi gặp chàng Kim, khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề. Ở đây từ khi được lặp lại 3 lần, nhưng muốn nhấn mạnh tình cảm của Kiều muốn dành cho Kim Trọng. Nào đâu phải tình cảm một sớm một chiều. Tình cảm ấy là tình cảm vô cùng đẹp. Với cả ngày quạt ước, với đêm chén thề, với những kỷ niệm ngọt ngào, cùng chung những niềm vui. Mà khi nhắc đến, Kiều như nắc nghẹn lại. Kỷ niệm kết thúc chỉ còn những tháng ngày đi thảm. Những tháng ngày đi thảm ấy được tái hiện trong hai câu sau. Sự đâu sóng gió bất kỳ, hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai. Sóng gió bất kỳ là khi Kim Trọng phải về quê chịu tang chú. Gia đình Kiều thì bị mắc oan, cha và em Kiều bị bắt, Kiều phải bán mình cho cha và em. Những biến cố xảy ra liên tục đẩy Kiều vào chỗ bế tắc. Làm người chị, Kiều phải hy sinh bản thân để gia đình được đoàn tụ êm ấm. Bởi lẽ, có ba châm lạng dịp này mới xong. Chữ hiếu là một phạm trù đạo đức trong đạo Nho. Vì hiếu con người ta phải dẹp bỏ tình riêng. Và Kiều cũng thế, nàng không bao giờ cho phép mình trở thành một người con bất hiếu. Nàng đã chôn vùi tình cảm riêng tư để báo hiếu cho cha mẹ. Khi đã quyết định bản thân chuộc cha và em, Kiều lại nhớ đến Kim Trọng. Nàng tự thấy mình là người phản bội, không xứng đáng với chàng. Ở đời, người ta thường hy sinh mọi thứ vì tình yêu. Là người ai chẳng khao khát được gắn bó với người mình yêu. Và ở người con gái đa sầu đa cảm Kiều thì khát vọng ấy lại càng mạnh mẽ gấp bội. Vì tình yêu, nàng đã từng vượt qua lễ táo phong kiến khắt khe nhất để xăm xăm băng lối vườn khuya một mình. Vậy mà giờ, Kiều lại đành lòng vứt bỏ, thật đau đớn biết bao. Có lẽ chỉ những người con gái mang trong mình trái tim bao dung như Thúy Kiều mới đủ sức mạnh để làm những việc tưởng chừng khó khăn nhất như thế. Bốn câu thơ kể lại kỷ niệm đó cũng chính là bốn câu dùng lý lẽ tác động để thuyết phục Vân nhận lời. Và ở đây Kiều không phải chỉ dùng đến mỗi lý lẽ, Kiều còn phải dùng cả đến tình cảm, đến tình chị em để thuyết phục. Ngày xuân em hãy còn dài, xót tình máu mù thay lời nước non. Ở đây, do em mình không nhận lời, Kiều đã phải dùng đến cả tình cảm. Và ta cảm tưởng như ở đây,
Kiểu đang đưa tình cảm lên bàn cân để đo đếm với việc trao duyên. Một câu thơ chia làm hai vế ngang bằng, so tình máu mủ, thay lời nước non. Kiểu đề cao tình cảm ruột thịt giữa mình với Vân, coi đó là sức mạnh để có thể làm thay đổi duyên phận. Lúc bấy giờ thì ta thấy là Thúy Vân thì rõ ràng là còn trẻ, còn nhiều thời gian để vun đắp cho tình cảm riêng tư, nên việc nhận lời này là Kiều phải van xin em. Và để thêm thuyết phục và để Vân không từ chối, Kiều đã đem tình máu mủ ra để khen Vân. Máu chảy ruột mềm, còn gì thiêng liêng hơn tình cảm chị em gắn bó ruột thịt. Em hãy giúp chị thay lời nước non cùng chàng. Kiều đã đặt mình vào vị trí của Vân, phải kết duyên với người mình không quen biết, mà còn là người yêu của chị mình. Ta có thể cảm nhận ở đây, Thúy Vân là người thiệt thòi nhất. Tuổi của Kiều và Vân xấp xỉ nhau, xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê. Thế nhưng đối với Kiều giờ đây, tuổi xuân của nàng đã kết thúc. Khoảng thời gian xuân xanh đẹp đẽ giữa nàng và Kim Trọng nay chỉ còn là những kỷ niệm không có tương lai. Trao duyên cho em, nghe thật kỳ lạ, nhưng trong hoàn cảnh của nàng thì chúng ta thấy đây là một việc không hề khó hiểu. Những dòng nước mắt không thể chảy ra cứ âm ỉ phảng phất trong từng câu từng chữ, nỗi đau đớn lấy xé lòng, nhưng vẫn phải dằn xuống kìm nén để nói những lời trao duyên cho em. Thật đau xót thay, chữ tình đối với Kiều vô cùng quan trọng, thế nhưng nàng lại phải từ bỏ nó để làm tròn chữ hiếu. Bản thân phải hy sinh, Kiều không đắn đo thiệt hơn, nhưng khi nhờ cậy đến em gái thì đó là một cái ơn lớn đối với nàng. Cho nên chữ nhờ cậy của Kiều thật thiết tha, lời cảm tạ của Kiều thật sâu sắc cảm động. Xét về ngôn ngữ, ngôn từ thì lời nói của Kiều khẩn thiết mà vẫn đúng mực, kêu nài mà vẫn chí nghĩa chí tình. Nhờ cậy thì vị đến tình máu mủ ruột thịt, cảm tạ thì đề ơn, đề cao ơn nghĩa của Thúy Vân. Và nói đến mệnh bạc của mình, Kiều quả thật là một người sắc sảo mặn mà. Kiều đã hy sinh tất cả, kể cả cuộc đời mình đang gục thanh xuân vì gia đình. Thúy Vân có vô tư đến đâu cũng có thể hiểu được nỗi đau và sự hy sinh quá lớn của chị, nên chắc chắn rằng nàng không thể khước từ và chỉ ngậm ngùi đồng ý nhận duyên của chị. Có lẽ vì thế nên ngay từ đầu chúng ta đã không nghe một lời đối thoại nào của Vân, mà chỉ nghe những lời thuyết phục van nài nơi Thúy Kiều. Vân đã chấp nhận. Thế nhưng ở đây, vẫn còn sợ em mình từ chối, Kiều đã lấy cả cái chết của mình đặt lên trên bàn cân. Chị dù thịt nát xương mòn, ngậm cười chiếu suối hãy còn thơm lây. Ta thấy, khi trao duyên cho em xong, Kiều đã nghĩ đến cái chết. Thịt nát xương mòn, ngậm cười chiếu suối, đây là những hình ảnh chỉ đến cái chết. Cuộc đời nàng sau khi báo đáp ơn nghĩa sinh thành coi như chấm dứt. Bởi lẽ khi mất đến tình yêu thì nàng đã mất tất cả, mất hy vọng, mất định hướng. Linh hồn nàng như đang tê dại và đông cứng trước ngưỡng cửa cuộc đời đầy tăm tối ở ngày mai. Vân không thể không động lòng trước điều này. Kiều đã khéo léo khi dùng từ thơm lây thay cho vui lây để gián tiếp ca ngợi Vân, coi việc nhận Vân nhận lời là một biểu hiện của tấm lòng nhân hậu thơm thảo. Vậy thì qua đây chúng ta nhận xét gì về cách nói của Thúy Kiều? Ngôn ngữ trong đoạn này có gì đặc biệt? Chúng ta thấy rằng cách nói của Kiều vừa lưu lý lẽ, vừa tác động vào nhận thức của Vân, vừa dựa vào tình cảm chị em để thuyết phục Vân. Cách nói này thể hiện sự thông minh, khéo léo, tế nhị của Kiều. Đồng thời, ở đây ta thấy Nguyễn Du cũng rất thành công trong việc kết hợp hài hòa giữa cách nói trang nhã của văn học quý tộc với cách nói giản dị của văn học dân gian qua việc sử dụng các đường phố và kết hợp với cả phần các thành ngữ dân gian. Và đồng thời, qua những phần nghệ thuật đấy, chúng ta thấy rõ ràng là ở trong đây, đoạn đầu của Trao Duyên đã miêu tả cảnh Kiều thuyết phục Vân nhận duyên. Từ đó, ta thấy được tâm trạng đầy bi kịch của Kiều ở những đoạn sau. Qua 12 câu đầu, chúng ta thấy tài năng của Nguyễn Du trong việc miêu tả lại nội tâm của nhân vật.
đúng như là ý kiến của các nhà nghiên cứu đã nói rằng điểm đặc biệt nhất của chữ Kiều chính là đã thể hiện được nội tâm. Và qua nội tâm ấy, chúng ta càng thấy rõ hơn giá trị nhân đạo của chữ Kiều. Tiếng thơ ai động đất trời, nghe như non nước vọng lời nhìn thu. Ngàn năm sau nhớ Nguyễn Du, tiếng thương như tiếng mẹ Du những ngày. Ý kiến của Tố Hữu viết trong bài thơ Tiếng gửi của Nguyễn Du thật nói đúng được giá trị nhân đạo mà đoạn trích Châu Duyên cũng như cả tác phẩm chữ Kiều đã truyền đạt đến. Hay như là Mộng Nguyên Đường cũng đã từng nhận xét, Nguyễn Du viết chuyện Kiều như máu giỏ đầu ngọt bút, nước mắt thấm qua giấy. Đây là ý kiến quả không hoang chút nào. Từ đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu 14 câu tiếp. Trong 14 câu tiếp này, Kiều đã trao lại duyên tình và trao lại kỷ vật cho em mình. Đó là những kỷ vật nào? Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu tiếp. Đó là kỷ vật chiếc vành với bức tờ mây, tiếng đàn với mảnh phương nguyền ngày xưa. Những kỷ vật này đã in sâu mối tình Kim Kiều, được Kiều nâng niu giữ gìn. Trở lại những kỷ vật ấy, Kiều như sống lại những kỷ niệm đẹp ngày hôm qua. Cái ngày mà chàng Kim vì say mê Kiều và sẵn sàng chuyển nhà để ngày ngày được ở bên cạnh ngóng trông người đẹp. Cái ngày mà tình trông như đã, mặt ngoài còn e, nhưng cũng đủ làm cho Kiều dám xăm xăm băng lối vườn quê một mình để đi sang tự tình với Kim Trọng. Mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình đẹp và khó quên nhất, nhất là trong những ngày giây phút sớm nở này. Nó thiết tha mà vẫn đầy trong sáng của kẻ quốc sắc, người thiên tài. Nó e ấp mà cũng đầy bạo dạn của hai trái tim muốn vượt rào lưỡi giáo phong kiến. Để rồi hôm đó, hai người đã thề nguyền và trao cho nhau những kỷ vật hẹn ước tới ngày cưới. Bây giờ nhắc lại, sao lại không thấy chua xót? Một sự tương phản quá lớn giữa quá khứ và hiện tại, giữa hạnh phúc tình yêu trong sáng với hiện tại đang chia ly đau đớn. Lời hẹn ước hôm nào đã trở thành chuyện quá vãng. Và vì thế nên chúng ta thấy có một giây phút Kiều như đang rơi vào mâu thuẫn. Duyên này thì giữ, vật này của chung. Kiều lại muốn kỷ vật là của chung. Câu thơ giản dị, lời dặn cũng rất rõ ràng. Xong đọc kỹ ta mới thấy bất ngờ. Hoài Thanh đã nhận xét, của chung là của ai? Bao nhiêu đau đớn trong hai tiếng đơn sơ ấy. Hai vế tiểu đối trong câu như hai mảnh hồn đã bị cứa ra. Nàng Kiều của Nguyễn Du không phải là con người, chỉ hành động với một mục đích nào đấy mà luôn sống với những tâm tư tình cảm sâu kín nhất. Nguyễn Du đã tái hiện những trạng thái tình cảm đầy mâu thuẫn trong vô cùng chân thực. Ai mà chẳng một lần rơi vào mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm? Ai chẳng một lần sống trong những cung bậc tình yêu được phức tạp, vui sướng đi liền đau khổ, cố quên mà lại nhớ nhung? Kiều cũng vậy. Minh mẫn bao nhiêu khi thuyết phục em nhận duyên, khi trao kỷ vật, Kiều lại rơi vào mâu thuẫn giữa lời nói và hành động. Một tay Kiều trao kỷ vật, mà một tay như cố níu lại. Duyên này đã nhờ em, mà tình này thì khó mất đi được. Bi kịch cuộc đời đôi khi chẳng phải những vụ trong án, chẳng phải chiến tranh, mà là cuộc vật lộn trong trái tim con người. Rõ ràng Kiều đang rơi vào mâu thuẫn giữa lời nói và hành động, tình cảm và lý trí. Trao duyên như không trao tình, trao kỷ vật như không trao kỷ niệm. Kiều vẫn muốn mình xuất hiện trong mối duyên phận của Thúy Vân và Kim Trọng. Kiều muốn dù Thúy Vân và Kim Trọng lấy nhau, song vẫn không quên Kiều. Dù Kiều không có mặt, nhưng những kỷ niệm vẫn được nhắc lại. Đây không đơn thuần là trao kỷ vật, mà thực chất Kiều đang phải vĩnh biệt mối tình đầu đẹp đẽ. Mâu thuẫn này cho thấy lòng nàng đang đau đớn rằng sẽ luyến tiếc. Khi trao kỷ vật xong, Kiều đã dặn dò Vân. Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp 8 câu tiếp từ câu 18 đến câu 26. Kiều đã dặn dò Vân cái gì? Đầu tiên, nàng nghĩ tới cái chết, nàng nói về cái chết. Mất dần sự tĩnh trí, Kiều rơi vào mê sảng, càng nói càng đau đớn, mặc cho tình cảm tuôn dài theo nước mắt. Tương lai thì mù mịt, dự cảm thì thua xót. Ở đây ta thấy xuất hiện ở hiệu một loạt trên hình ảnh như gió hiu hiu, hương khói, ngọn cỏ, lá cây, oan hùng. Đó là những hình ảnh tượng trưng cho cõi âm. Từ đó ta nói đi, nó cho thấy là Kiều đang nghĩ rằng mình đã chết rồi. Từ hiện tại mà nghĩ tới mai sau.
hiện tại bạn nghĩ tới ngay sau, một tương lai buồn đau. Đoạn thơ sử dụng rất nhiều hình ảnh tượng trưng nói về cái chết. Đó là một cái chết vẫn còn trăn trở về tình yêu, vì mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm. Nó cho ta thấy ở đây Kiều dường như là vẫn chưa muốn ra đi. Lúc này nàng đang chập chờn nửa tình nửa mê, nửa người nửa sống, nửa phần hồn phần ma. Đoạn thơ là một đoạn chiêu hồn đầy đau đớn. Nhưng nàng khi mà ra đi rồi vẫn muốn gặp mặt Kim Trọng, vẫn khát khao được sum họp đoàn tụ. Kiều đã dặn dò Vân kỹ cách gặp mặt nàng sau khi nàng chết. Trông ra ngọn cỏ, lá cây, thấy hiu hiu gió thì hay chịu thề. Hồn còn mang lại lời thề, nát thân bồ liễu đền bù chữ mai. Dù nghĩ mình đã chết, Kiều vẫn muốn trở về để thăm em và Kim Trọng, thăm ngôi nhà hạnh phúc của Vân và Kim. Linh hồn của nàng đã trở về theo gió, theo tiếng gọi của trái tim vẫn còn nặng tình yêu. Thì ra, cố nữ giữ tình yêu ở dương gian chưa đủ, Kiều còn cố nữ giữ tình yêu ở thế giới bên kia. Linh hồn Kiều vẫn mang nặng lời thề, vẫn mong muốn trở về gặp người yêu, vẫn muốn nhận được sự đồng cảm từ con người nơi trần thế. Hình ảnh chén nước cho người thác oan là sự cộng hưởng tâm tình của người sống và người chết. Nó là hành động tâm linh nói lên sự thấu hiểu, chia sẻ của người sống, mong người mất ta đi nhẹ nhàng, không mang nỗi đau buồn nữa. Kiều có phải quá tham lam không? Muốn Vân lấy Kim mà lại muốn cả hai người vẫn nhớ đến mình. Ôi đúng là tình cảm là thứ lý trí khó điều khiển. Nhưng cái tham ấy cũng vì dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng mà thôi. Sự mâu thuẫn trong con người Kiều đã được Nguyễn Du tái hiện thật chân thực. Nguyễn Du chưa viết kịch nhưng rõ ràng ông rất biết nhập vai. Có những đoạn ông và Kiều như hòa làm một. Trong phim Vân kể chuyện, ta không thấy những mâu thuẫn nội tâm chồng chéo này. Phải để nhân vật đứng ở bờ vực còn mất của mâu thuẫn thì con người mới chính là mình, thể hiện rõ được tính cách mà thôi. Càng muốn níu giữ tình cảm, ta càng thấy ở Kiều vẻ đẹp chung thủy, son sắt, nhưng níu kéo sao được, cái còn lại là nước mắt mà thôi. Lời dặn dò của Kiều như từ thế giới bên kia vọng về, nó dự đoán bao nhiêu tai ương sẽ xảy ra với nàng trong giọng hồng phía trước. Tóm lại, từ đây chúng ta thấy bi kịch của Kiều trong phần 2 này càng lúc càng không có lối thoát. Khi nhờ cậy Vân, Kiều còn minh vẫn, nhưng khi trao kỷ vật, nàng đã bị quẩn từ cái chết và rơi vào trạng thái nửa tình, nửa mơ. Trong nàng đang chồng chất hai mối bi kịch tình yêu. Bi kịch thứ nhất, yêu tha thiết xong phải tuân theo chữ hiếu mà bỏ tình yêu. Bi kịch thứ hai, trao duyên cho em xong vẫn không nguôi cái dứt về tình yêu. Phải trao duyên, dù là cho em gái, trong Kiều vẫn day dứt đau khổ. Kiều khóc rồi lại lặng thinh, tỉnh rồi lại mê. Tâm trạng ấy tiêu biểu cho những mâu thuẫn muôn đời trong lý trí con người. Qua đây ta thấy những phẩm chất thật đáng quý của Kiều: đức hy sinh, lòng vị tha và đặc biệt sự trung thủy. Kiều không chỉ sống cho riêng mình mà còn sống vì người mình yêu. Tiểu kết thứ hai về mặt nghệ thuật. Qua đoạn trích chúng ta cũng thấy việc miêu tả thành công kinh tế mâu thuẫn nội tâm này ở Kiều chứng tỏ bút lực của Nguyễn Du. Nhà thơ không chỉ miêu tả mà ngoài bút tự sự chữ tình ấy còn đang phân tích hơi dòng ý thức của nhân vật. Từ đây chúng ta có thể so sánh một chút với Kim Vân Tử Truyện. Chúng ta thấy là cảnh giao duyên cho Kim Vân Tử Truyện rõ ràng là không miêu tả được nội tâm nhân vật một cách sâu sắc như là trong chữ Kiều trong đoạn trích giao duyên này. Đồng thời ở đây chúng ta cũng có thể liên hệ với cả thực tế. Nếu mà lúc mà rơi vào đau khổ ta sẽ làm gì? Hoặc nếu mà chúng ta có người thân cũng rơi vào hoàn cảnh buồn đau, chúng ta sẽ cư xử ra sao? Trao duyên đã trả lời hộ ta một phần. Đọc đoạn trích ta sẽ dễ cảm thông hơn với nỗi đau của những con người đang có cùng nỗi đau khổ như Kiều. Đồng thời học tập được bút pháp miêu tả nội tâm tinh tế của Nguyễn Du. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu được đoạn đầu của bài. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu tiếp 8 câu cuối trong đoạn trích trao duyên. Ta thấy ở trong 8 câu cuối này truyền
Kiều đã chuyển từ đối thoại với Vân sang độc thoại với chính bản thân mình. Nó mở đầu bằng hai câu cảm thán: bây giờ châm gậy hương tan, kể làm sao xếp muôn vàn ái ân. Từ bây giờ cho thấy Kiều đang quay về với hiện tại, với chính mình. Và bây giờ Kiều đã nhận thức rõ hơn về bản thân mình. Đó là bạn có ý thức về một bản thân châm gậy hương tan, tơ duyên ngắn ngủi, phận bạc như vôi. Dù có quay về hiện tại, hướng về đến tương lai, nhưng Kiều vẫn chủ yếu sống trong hiện tại. Nguyễn Du không trình bày cảnh sau tiên một cách đơn giản, sự việc này nối tiếp sự việc kia, mà biết dừng ở cái bây giờ để khám phá một tâm nhân vật. Nàng đấy hiện tại bản thân chỉ là con số không mà thôi. Châm gậy dương tan, tơ duyên ngắn ngủi là những thành ngữ, là hình ảnh về tình duyên tan vỡ. Nó cất lên với bao tiếc nuối, hạnh phúc vụt qua tay, giờ tất cả là hư không rồi. Sự thật ấy đau đớn, nhưng dự báo về tương lai còn đáng sợ hơn. Phận bạc như vôi chính là dự báo về những lần nàng tự tử trong chặng đường đó vụ. Hình ảnh nước chảy hoa trôi chính là tiên đoán về thân phận trôi nổi bấp bênh của Kiều phải đi hết từ nơi này đến nơi khác. Hoa là cái đẹp, nhầm ý chỉ Kiều, vậy mà bông hoa ấy lại bị đặt giữa dòng nước vô định, không rõ bờ bến, không biết tương lai, đã chịu sự vùi dập trà đạp của dòng đời. Một loạt các điển tích cùng hình ảnh ví dụ đã làm rõ thêm số phận đầy đau buồn của Kiều. Nói về điều đó như là một sự thở than, cũng như là một sự phân bày hướng về kim trọng. Tuy vậy, ta thấy ở đây, Kiều vẫn hướng về kim trọng, xin kim trọng tha thứ cho mình. Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân, dù tình duyên tan vỡ, song ái ân một thuở làm sao quên đi được. Bi kịch của Kiều lại càng sâu sắc hơn, khi đứng trước hiện tại, nàng vẫn khao khát hạnh phúc. Câu thơ như lời tiếc nuối, song lại làm sáng lên lần nữa tình cảm mặn nồng của Kiều với Kim Trọng. Những thanh sắc đặt rất đúng vị trí, kết hợp hình thức câu cảm làm lời thơ trở nên tha thiết và lắng động. Nhắc lại tình cảm vẫn chưa đủ để Kim Trọng tha thứ, Kiều còn hạ mình trong cái lệnh tĩnh biệt, trăm nghìn gửi lệnh tình quân. Cách gọi tình quân chứng tỏ tình yêu còn tha thiết. Cái lệnh ở đầu đoạn thuần chỉ là sự biết ơn của lý trí, còn cái lệnh trăm nghìn này ở cuối bài thể hiện sự biết ơn và còn là cái lệnh tĩnh biệt tức tuổi nghẹn ngào của sự đau khổ lên đến tận cùng. Từ đấy, trong hai câu cuối, tác giả Nguyễn Du đã tái hiện Kiều trong sự tuyệt vọng hoàn toàn. Hai câu cuối ấy như tiếng thét tiếng tóc nức nở: ôi kim lang, hỡi kim lang, thôi thôi thiết đã phụ chàng tới đây. Nguyễn Du đã khéo léo kết hợp hai tháng từ ôi hỡi điệp lại từ Kim Trọng hai lần, cùng hai dấu chấm than ngăn cách với câu. Bên cạnh đấy là nhịp thơ đã chuyển sang thể 3-3. Tất cả những địa pháp ấy nhằm nhấn mạnh nỗi đau nhân đôi của Kiều. Thôi thôi là từ than tiếc nuối, là sự dằn vặt, là sự tự nhận lỗi về mình. Kiều đã nhận tất cả lỗi về mình. Từ chỗ tự nhận mình là người bệnh bạc, giờ đây Kiều tự nhận mình là người phụ bạc, người có lỗi lớn với cả Kim Trọng. Bước ngoặt tâm lý này bất ngờ song hợp lý, bởi Kiều đang sống trong sự đau khổ tột cùng. Nhưng nàng lại vẫn là con người giàu lòng vị tha. Sự dở dang của tình yêu là do tác động của hoàn cảnh, không phải là do nàng. Nhưng Kiều vẫn nhận tất cả lỗi về mình. Kiều quả thực là một cô gái vô cùng giàu lòng vị tha, đức hy sinh, luôn vì hạnh phúc của mình, người mình yêu. Để rồi cất lên những lời nói cuối cùng cũng là lúc Kiều ngất đi. Cạn lời hồn nứt máu say, một hơi lặng ngắt đôi tay giá đồng. Trước khi trao duyên, Kiều là người còn sống. Sau khi trao duyên, nàng cầm bằng như đã chết. Trước khi trao duyên, Kiều sống với hiện tại. Sau khi trao, nàng sống với quá khứ, tương lai hư vô. Toàn bộ đoạn văn quả vô cùng thê thiết. Nó giống lời nói của một con chim sắp chết, cất lên những tiếng đau thương cuối cùng. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ đoạn trích theo duyên. Từ đây chúng ta sẽ đi vào tổng kết một số đặc chính về nội dung và nghệ thuật. Qua tất cả những phần phân tích ở trên, chúng ta thấy được bi kịch tình yêu của Thúy Kiều. Bi kịch thứ nhất,
yêu tha thiết xong phải dâng theo chữ hiếu mà từ bỏ tình yêu. Bi kịch thứ hai, trao duyên cho em gái xong vẫn không nguôi day dứt về tình yêu. Và từ đây ta thấy Kiều có một thân phận đau khổ về tinh thần. Sau nàng có một nhân cách cao đẹp của một con người trung thủy, luôn biết hy sinh về người khác. Thứ hai, tổng kết về mặt nghệ thuật, chúng ta thấy rõ hơn về nghệ thuật miêu tả nội tâm của tác giả. Nghệ thuật miêu tả ấy rất chân thực và logic. Từ đây chúng ta bước sang phần cuối cùng luyện tập trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi thứ nhất, tâm trạng của Kiều nổi bật ở đây là gì? A. Đau khổ. B. Bình tĩnh. C. Mâu thuẫn. 4. Mong gặp Kim Trọng. Đáp án chính xác là C. Mâu thuẫn. Câu hỏi số 2, đặc sắc của đoạn trích là gì? A. Tả cảnh ngụ tình. B. Miêu tả nội tâm. C. Ý tại ngôn ngoại. D. Xây dựng tình huống. Đáp án chính xác là B. Miêu tả nội tâm. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ đoạn trích. Chúc thầy cô giáo có những kết giảm thú vị và chúc các em học sinh hiểu bài để làm bài thi tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô giáo cùng các em.